Xin chào tất cả các bác và các anh em. Một vấn đề mà em cũng cần trao đổi với lại các anh em thế này. Tức là có một chú em ở Bắc Ninh, chú ấy gửi cho em một chiếc vang X6 và cái bộ mic CAVS. Đây là chiếc tai mic này. Thì chú ấy nói chuyện rằng là rất dễ gây rú rít, và cái thiết bị của chú ấy đang dùng thì một đôi loa full bass 30. Một đôi loa full bass 30 và lại rất dễ gây rú rít. Thế thì em cài vang số dòng X thì có lẽ rằng các anh em cũng nắm được rằng là ngày nào em cũng có vang số đời X gửi đến căn trình. Ngày hôm qua cũng có chiếc vang số có tên X12 nhưng mà nó là dòng X6 thôi. Thế thì đây là cái chiếc vang và cái bộ mic của cái chú em ở Bắc Ninh này. Đây là chiếc vang X6 này và đây là cái bộ mic. Và hiện giờ các bác thấy rằng là cái âm lượng mic đang để là 45 và mic đang dí thẳng vào loa như thế này. Đang dí thẳng vào loa như này. Và thậm chí tăng lên nữa. Tăng lên 50 đi. Tăng lên 50. Tăng lên 50 dí thẳng vào loa. Tăng lên 50 dí thẳng vào loa. Mà không rú rít. Thì nó vì sao? Nó vì sao? 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 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
cao, không phải là cái dạng mic mà như vậy là nó quá sáng, quá dư chét. Và đây là một chiếc loa full DK, cũng chất âm cả giải cao, cũng tươi sáng. Âm lượng mic để rất lớn, 50. Và các bác nghe được cái tiếng alo ở trên mic ấy, các bác thấy rằng là âm lượng quá lớn, mà em nghĩ rằng về nhà các bác anh em mới sử dụng không như thế này đâu. Thế cho nên rằng là một cái vấn đề mà em cần chia sẻ các bác anh em. Nó rít là vì sao? Bởi vì em cài đặt vang số cho các bác anh em rất nhiều, rất nhiều. Và trước đấy thì các bác anh em sử dụng nâng tiếng, sử dụng nâng tiếng, cho nên hôm nay là em lại chia sẻ các bác anh em về nâng tiếng. Em không bán nâng tiếng đâu, nhưng em chia sẻ với các bác anh em về nâng tiếng. Về nâng tiếng thì trước tiên các bác phải hiểu như thế này, nhà sản xuất ra cái nâng tiếng ấy, là bắt chúng ta phải dùng, bắt chúng ta phải dùng. Bởi vì một cái vấn đề là khi các bác anh em mà đấu tín hiệu chạy qua chiếc nâng tiếng này, kể cả các bác anh em là không sử dụng, tức là chúng ta để bypass đi, chúng ta để bypass, như vậy là nhả ra thì là bypass, mà ấn vào thì là sử dụng. Tức là ấn vào thì nó sẽ chạy qua cái mạch âm sắc ở trên chiếc nâng tiếng này, và các cái nút căn chỉnh trầm trung check cũng như chế độ và thay đổi về tần số nó có tác dụng. Nhưng mà cái việc nhà sản xuất ra bắt chúng ta phải dùng, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng chế độ bass ấy, tức là chế độ thông ấy, thì như vậy là cái chất âm nó bị dìm xuống, chất âm nó bị dìm xuống. Bởi vì đây là mục đích của nhà sản xuất, người ta sản xuất ra cái nâng tiếng để như vậy là bắt chúng ta phải dùng. Và về cái vấn đề căn chỉnh ấy thì các bác cũng phải hiểu, nếu như các bác là người dùng các bác cũng phải hiểu như thế này, hiểu được chức năng. Cho nên là hôm vừa rồi thì em có chia sẻ các anh em về một cái âm ly, mặc dù trên chiếc âm ly nó chỉ có 6-7 nút thôi, nhưng mà để mà cài đặt được hay thì cũng không phải đơn giản. Thế còn khi các bác đã chót mua nâng tiếng rồi ấy, thì theo em là các bác nên chỉ có đấu để mà xử lý phần nhạc thôi, không nên như vậy là cho phần mic chạy qua nâng tiếng, tức là đấu sau vang, tín hiệu ở các cổng trên vang xuất ra chạy qua con nâng tiếng xuống đẩy, thì đấy là toàn bộ cái hệ thống mic, effect và music là chạy qua cái nâng tiếng. Thì cái vấn đề này nó làm sai lệch về âm sắc và dễ gây rú rít. Thế cho nên rằng là thông qua cái chiếc vang số của chú em Bắc Ninh gửi kèm theo bộ mic và có phản ánh rằng cái hiện tượng rú rít, thì em chứng minh cho các bác anh em ấy là âm lượng trên chiếc vang X6 này để rất lớn, để 50, đứng rất gần loa mà thậm chí còn dí sát vào loa mà không rít. Tại sao lại rú rít? Bởi vì là chú em này sử dụng nâng tiếng. Và khi sử dụng nâng tiếng ấy thì cái vấn đề sử dụng nữa, vấn đề sử dụng cái lo này này, đây là trầm, cái này cho phép chúng ta thay đổi về cái tần số. Thì khi chúng ta thay đổi về cái vị trí tần số này này là nó ảnh hưởng đến cái âm sắc. Thì ở đây nhà sản xuất cho phép chúng ta là đặt cái giá trị tần số từ 1K cho đến 8K, từ 1K 1K cho đến 8K, từ 1K cho đến 8K. Và cái này nó là cái chức năng về chế độ. Khi mà các bác muốn một chất âm mà nó mềm thì sẽ sử dụng về cái classic, mà thích một chất âm mà nó tươi sáng hơn thì sẽ sử dụng cái bốp này. Đấy là cái chức năng đã. Đầu tiên mình sẽ hiểu về cái chức năng.
Và đây là cái check. Đây là cái check, tức là căn chỉnh về cái âm sắc của cái giải cao, giải check. Thế nhưng mà nhà sản xuất sản xuất ra chỉ có check, có bát và check thôi. Chỉ có bát và check. Thế cho nên rằng là cái đặc tính nhà sản xuất sẽ nhấn mạnh ở một cái điểm ở giải bát, cũng như em khi mà căn chỉnh music cho các bác anh em ấy thì cũng tìm một cái điểm nhấn để nó làm nổi bật âm bát. Thì trên cái nâng tiếng này cũng thế, làm nổi bật cái phần âm bát, và cái phần check này cũng thế, sẽ làm nổi bật một cái điểm check. Nhưng mà khi mà các bác và anh em sử dụng vang số mà căn chỉnh music hay ấy thì nó là một cái sự đồng đều và nó có sự liên kết, nó có độ nhuyễn, thì khi nghe giọng hát ca sĩ các bác cũng cảm thấy là nó mềm mại tự nhiên. Còn khi mà như vậy là chạy qua chiếc nâng tiếng này thì như vậy là các bác cảm tưởng là bát nghe cũng đã tai và check nghe tí tách. Nhưng đây nó chỉ là những cái điểm, còn nhiều điểm khác nữa thì nó bị thiếu. Và hai nữa là khi mà các bác chạy mic qua đây ấy thì nó không đủ giải âm và nó thiếu đi cái sự liên kết. Chính vì cái chuyện mà nó thiếu đi cái sự liên kết cho nên rằng cái phần mic là nghe nó rất chán, nghe nó khô khan, rời rạc, khó hát. Thế cho nên mà lại dễ gây rối tít nữa. Thế cho nên là ý em hôm nay muốn chia sẻ với các anh em về cái nâng tiếng. Mặc dù em không bán, và em chia sẻ như này ấy, thì nhiều anh em bán nâng tiếng có khi lại là khó chịu với em. Bởi vì em là người kỹ thuật và em mạnh dạn em chia sẻ với anh em để các anh em mua bán, sử dụng cho nó tiện. Thế còn cái điểm này ấy, để mà có, nếu các bác đã mua rồi và muốn nghe hay nhạc và muốn hát cho nó đỡ ru rít hay là hát cho nó dễ hát ấy, thì cái vị trí này không phải là một vị trí cố định mà các bác phải giả soát từ từ để như vậy là các bác alo trên mic thì nó sẽ có một cái chất âm đẹp ở cái tần số này, sinh ra cái tần số này để cho các bác giả soát để cho nó phù hợp với tai, phù hợp với lại thiết bị, phù hợp với mic, với đẩy, với loa. Thì đây nó cũng là một cái mà em muốn chia sẻ với các bác anh em để các bác anh em nắm được về cái bản chất của cái nâng tiếng, để các bác anh em chưa mua thì cũng có thể là xem xét tham khảo để có thể là mua, và các bác đã mua rồi thì các bác có thể là thông qua cái chia sẻ của em các bác có thể nắm bắt được để mà vận hành căn chỉnh cái chiếc nâng tiếng này nó được tốt hơn. Thì đây nó cũng là một cái chia sẻ nhỏ của em để cho các bác anh em có thể nắm bắt được khi mà mua bán và sử dụng chiếc nâng tiếng.